Ta-da! Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Xinh. Ngày hôm nay chị Heo Xinh sẽ review tập phim Muốn ăn thì lăn vào bếp. Cùng bắt đầu thôi nào. Nobita và Doraemon đang ăn bánh mochi. Nó thật là ngon, cả hai ăn hết 4 cái, nhưng trong đĩa chỉ còn một cái duy nhất. Thế là hai người bắt đầu tranh nhau cái bánh đó. Mẹ lên mắng cho hai đứa chỉ vì một cái bánh mà đánh nhau như vậy sao? Đã thế muốn ăn thì tự lăn vào bếp mà làm. Và cái bánh cuối cùng cũng bị mẹ ăn mất, xíu thì nghẹn cả cổ. Hai người ngồi xuống suy nghĩ. Doraemon bắt tay rủ Nobita cùng làm bánh nào, nhưng khi đưa máy ra và gạt cần gạt máy xuống, máy chạy được một lúc lại im bặt. Hóa ra là do Doraemon chưa bỏ nguyên liệu. Hai người chạy xuống xin mẹ bột gạo, nhưng mẹ không cho vì nghĩ hai cậu sẽ nghịch ngợm linh tinh thôi. Doraemon đi lên phòng quyết định sẽ bắt đầu từ gạo nếp. Nobita thắc mắc không biết Doraemon sẽ làm cách nào đây. Doraemon lấy ra một bộ dụng cụ nhà nông ngày chủ nhật. Đầu tiên là giống lúa siêu cấp, rồi mặt trời nhân tạo mini. Nobita liền bị chói mắt nhưng phải có ánh sáng mặt trời để giúp lúa quang hợp tốt hơn. Tiếp đến là hơi ga tạo mây có một cơn mưa vừa đủ, và cái bắt buộc phải có chính là bù nhìn. Giờ thì trải cái thảm ra chính là ruộng để trồng lúa. Doraemon bắt tay vào cây lúa, giục Nobita cũng xuống cùng cấy nào. Nobita bước xuống bùn và cảm giác thật thích thú, nhưng có vẻ cũng không quen lắm. Doraemon phải chỉ cậu cách cắm từng cây lúa một. Nobita bắt đầu thấy mệt, sau cùng thì cũng xong. Cảm giác như mặt trời có vẻ nắng gắt hơn bình thường. Một đám mây đang bay lại làm mưa, nhưng chỉ có một tí là tạnh rồi. Có lẽ là bộ điều khiển thời tiết đã bị hỏng. Cây lúa bắt đầu bị thiếu nước và đất trở nên khô hạn và nứt nẻ ra. Doraemon và Nobita chạy xuống nhà tắm tìm cách lấy nước. Mẹ đi ra nhìn thấy những vết chân đất trên sàn nhà là biết ngay do hai đứa nghịch ngợm. Mẹ bực mình lau chùi thì Nobita thấy cái xô của mẹ liền xách lên lầu luôn. Bọn con cần gấp lắm. Đi lên tới nơi thì trời lại đang đổ mưa, vì mưa kéo dài nên sẽ bị dư nước. Hai đứa lại hối hả múc nước đem đổ đi. Mẹ vừa lau xong thì vết chân của hai đứa lại chạy xuống. Mẹ thật là vất vả quá, lượng nước ngày càng nhiều không thể nào múc hết đi được. Doraemon đành phải dùng búp bê cầu nắng. May mắn thay đã làm được và mây cũng đã tan đi, trời bắt đầu nắng hơn. Vừa ngồi xuống nghỉ được một lúc thì Doraemon phát hiện có cỏ mọc. Bây giờ chúng sẽ hút hết chất dinh dưỡng của lúa mất, và vì thế lúa cũng sẽ không thể trổ bông. Hai người liền túm lại nhổ cỏ dưới trời nắng gắt. Nobita cũng cảm thấy khá mệt rồi, Doraemon cũng như vậy. Doraemon liền lấy ra một cuốn sách hình thật hóa, tìm trang có một đàn vịt và thả chúng xuống cho chúng ăn cỏ giúp bọn họ, và cả hai đã được thư giãn rồi. Ngồi nhìn ruộng lúa thật là bình yên. Mặc dù đang ở trong phòng, Nobita phát hiện ra những cây lúa bắt đầu trổ bông. Doraemon nói có lẽ là chúng đang phát triển rất tốt. Nobita hít một hơi, làn gió mát cũng vừa thổi tới. Không xong rồi, gió khá mạnh là một cơn bão lớn đang kéo tới. Nobita và Doraemon lại bắt tay cột những cây lúa sát lại với nhau để chúng không bị đổ gãy. Đã xong, những cây lúa nhờ vậy cũng chống chọi qua cơn bão này. Bão vừa tan, những cây lúa vẫn khỏe mạnh và tươi tốt. Giờ thì họ ngồi ngắm những cây lúa của mình, chờ tới lúc thu hoạch thôi. Nhưng lại một vấn đề khủng khiếp hơn nữa, ruộng lúa xuất hiện rất nhiều châu chấu đang phá cây. Nobita và Doraemon cũng cùng nhau hợp sức bắt những con châu chấu. Nạn châu chấu chưa xong thì lại tới chim sẻ bay tới, dùng bụ nhìn thì cũng không ăn thua, đành phải dựa vào sức mình thôi. Sau khi giải quyết xong thì cũng là lúc cả hai người đã quá đuối sức rồi, nhưng nhìn những bông lúa chín vàng và tới lúc thu hoạch thì bọn họ lại hăng hái như lúc mới bắt đầu. Sau khi gặt lúa và phơi khô, giờ thì chỉ cần làm bánh mochi nữa thôi. Đưa nguyên liệu vào rồi gặt cần gạt xuống, chiếc máy sẽ tự động chế biến những chiếc bánh đầu tiên ra lò. Thật thơm ngon làm sao. Đây là những chiếc bánh mochi ngon nhất từ trước tới giờ, và do họ đã bỏ những giọt mồ hôi và công sức để làm được. Đúng là nhờ vậy thì họ mới cảm nhận và thấu hiểu được sự vất vả nhọc nhằn của những người nông dân khi trồng lúa nước và tạo ra những hạt gạo trắng ngần, những món ăn ngon tuyệt lúc này. Nobita lại thắc mắc bằng nguyên liệu này thì sẽ làm được bao nhiêu cái bánh nhỉ? Là 259 cái. Nobita liền nói cậu ta sẽ được 130 cái, còn Doraemon sẽ làm 129 cái. Thế là hai người lại bắt đầu đánh nhau chỉ vì một cái bánh nữa. Mẹ cũng sắp điên đầu với hai ông tướng này luôn.